Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì mình nhận được rất là nhiều cái sự so sánh của VF3 và Wuling. Thì đó là về cái vấn đề là con xe VinFast VF3 mọi người, thì nó được trang bị là sạc nhanh. Tuy nhiên Wuling thì nó không được trang bị sạc nhanh. Thì cả hai con đều có thể sạc ở nhà mọi người. Thì sạc ở nhà thì con nào vẫn cũng sạc chậm hết, nhưng mà con kia sạc chậm thì sẽ được sạc nhanh. Đó. Thì cái quan niệm của mình á, thì là khi mà mọi người mua chiếc xe Wuling này á, hoặc là VinFast VF3 đi, thì đều là một con xe dùng để trang bị thêm, để mà đi vòng vòng trong phố thôi, nhỏ gọn. Mình có thể là đưa rước con hay là đi chợ shopping gì đó, hoặc là mình có thể là chui vào các cái hẻm nhỏ này kia cũng rất là tiện hơn. Đặc biệt á, là che nắng che mưa. Thì đó là yếu tố mà mọi người cần nhất, đúng không mọi người? Thì theo cá nhân mình, với một chiếc xe mà dùng để đi che nắng che mưa mà đi loanh quanh để thay thế chiếc xe lớn á, thì đâu nhất thiết là phải sạc nhanh đâu mọi người. Tại vì một ngày mà đi loanh quanh trong thành phố thì cũng đâu có đi hết được cái cục pin của nó. Thì nói về con Wuling này nha, thì đi được tối đa là 170 cây. Thì em cho mọi người đi loanh quanh thành phố một ngày là tốn khoảng 100 cây đi. 100 cây là quá rồi nha mọi người, trong thành phố đó. Ai mà có đi nhiều đi đây đi đó thì 100 cây luôn á. Thì đêm giờ mình sạc vẫn đủ mà, đâu có dùng hết trong ngày đâu mà mọi người lo phải là nó nằm đường này kia. Thì đây là quan niệm của em thôi. Mọi người thấy mà nó vẫn không có đáp ứng được nhu cầu của mọi người thì mọi người cũng có thể là lựa chọn VF3 cũng không sao hết. Thì ngay bản thân em cũng thích VF3 mà. Nhưng mà em thích VF3 không phải là ở điện nó có sạc nhanh, mà là cái form dáng của nó, nhìn nó thể thao hầm hố hơn, phù hợp cho con trai hơn. Thì bản thân em cũng là con trai mà. Nhưng mà các chị nữ thì lại phù hợp nhất là chiếc xe Wuling này. Đó, sự nhỏ gọn, cute này, dễ thương nè. Với lại đặc biệt là những chiếc xe mini là nó dễ lái nha. Những chị gái nào mà tay lái yếu thì có thể là lái trên chiếc xe này cũng là tiện hơn, tầm nhìn quan sát dễ nè. Với lại là cái mình quay đầu ngoài đường cũng tiện hơn.